Mọi người ơi, cái video mình với Anto Onio sửa cưa thì xong rồi. Bây giờ thì lại đến tiếp tục tiết mục khác nha mọi người nha. Bây giờ là tiết mục là chúng ta sẽ đi trồng đỗ đen với lại là đỗ xanh ở phía trước nhà của bạn ấy, chỗ cái đất đấy đang còn trống. Đó. Thì chúng ta sẽ trồng nốt ở đấy cho nó xong hết cái diện tích đấy của bạn đi. Bởi vì là cái diện tích đấy là diện tích cuối cùng rồi. Cái cưa thì nói chung là đã hoạt động ngon nghẻ rồi nha mọi người nha. Bây giờ là mình bảo các bạn ấy đang chuẩn bị để đi ra ngoài đấy trồng đỗ. Bây giờ Antonio với lại Maria thì bạn ấy đang khều với con sâu gì ở chân kia kìa. Còn đây là Đang đi Quỳnh chụp Châu Phi nha mọi người nha. à. Quỳnh Châu Phi đây. Chào mọi người. Đây. Đấy, số mấy màu xinh. Đúng có con gì thật đấy, để xem nào, tí nha. Đây. Xem nào, xem đúng đúng nào. Đúng không? Nó con cựa của em. Xem nào, nó con cựa của em. Ta về đâu tới? Anh đã sai. Anh đã sai rồi thì. Bữa đó cũng bị kia này. Đúng thật đấy. Ele se deixar fica assim, chega com o grau de milho. Esse. Hay là con se deixar uma semana aqui. Không phải run ấy đâu. Va ficar grande, tipo grau de milho. Con gì thật thế này? Em mua tổ số bộ số ô. Lần đầu tiên mình gặp các bạn ạ. Đúng là bạn em moi ra có con gì ở chân thật đây này. Bạn ngứa chân thế rằng bạn ấy đang gãi ra đây này. Có một cái vết ấy thôi. Ôi trời ơi. Thôi được rồi. Ra, vào mua tờ bàn đi à? Sì. Thì bây giờ là các bạn ấy đang đang nấu, đang như bếp để nấu ăn cái thứ đây này. Sunny thì đã khỏe hơn rất là nhiều. Mọi người thực ra thì mọi người không biết là tin Sunny ốm, bởi vì là mấy bữa vừa rồi Sunny ốm nhưng mà đi lên trên nhà mình thì mình cũng cho thuốc, hai vợ chồng cho thuốc. Thế xong rồi là phải cho tăng đồ cường ăn, sữa các thứ cho bạn ấy. Bây giờ là bạn đã khỏe sữa. Hơn rất là nhiều. Nghĩ tội nghiệp bạn ấy, nói chung là trẻ con ở bên này ốm mà thiếu thốn ấy, bệnh cứ ngồi im một chỗ thôi. Rồi, trước khi mà đi ra ngoài kia trồng đỗ thì mình sẽ review cho mọi người một cái kết quả rất là tốt của gia đình bạn ở đây đã được thu hoạch nha mọi người nhé. Bây giờ là chúng ta đi ra ngoài này, là chúng ta sẽ xem là cái chỗ củ cải của các bạn ấy đã được ăn rồi, và bây giờ là các bạn đã nhổ để ăn dần rồi nha mọi người nhé. Củ cải rất là tốt đây này, xem nào. Rồi, mọi người trông này. Đó, trắng. Nhanh vậy nhỉ. Củ dài cải lắm. Rất là to, rất là dài nha mọi người nhé. Và đã được ăn rồi nhé. Đã được ăn rồi. Hôm trước thấy các bạn ấy cũng có... Hôm ăn trước rồi. Anh Quyết với lại anh Phong đi về có cầm mấy cái củ cải, củ chắc là cũng củ to bạn, các bạn ấy nhổ cho. Cũng xin các bạn được một ít rồi. Đó, đây này mọi người trông này. Cái luống củ cải của các bạn nhé, là đã ăn rồi nhé. Đây là sản phẩm đầu tiên mà các bạn đã được thu hoạch ở cái đất này nhé. Với lại là cái cải cải bẹ vàng này. Cải bẹ vàng này, cải bẹ vàng này thì các bạn cũng đã tỉa ăn những cây nhỏ, và chỗ này là chỗ trồng ra để cho nó to đấy, xong rồi còn để lấy giống nữa nhé mọi người. Sau chỗ này mới mưa xong nên là nhìn cái màu nó hơi bị dập dập một tí. Você já comeu muito, né? Agora já começa precisa comer já. Já eu assim com tudo já comemos lá três. Tem que comer sempre agora. Ele já fica mais que de velho. Começa a comer tudo já. Đấy, các bạn vẫn đang còn tiết kiệm, các bạn ăn củ một thôi. Mình sẽ dặn các bạn ăn cả đi. À, hôm qua... Mãe da Maria vinha visitar aqui. Vinha visitar os doentes. Então, já cozinha, de essa. A Maria fez, lhe deu, gostou. Cô cai. Yeah. Đấy, thấy chưa? Là các bạn ấy đã nấu cho quảng cáo cho cả làng, cả tổng ở đây ăn rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài kia để trồng đỗ nha mọi người nhé. Đó, lại vắt cái dây là sang đây rồi. Đây, nó cũng không cái dây phơi của các bạn không tràn ra giữa nhà. Đây, mọi người ở trong này. Trước khi ra đấy thì cũng review cho mọi người xem cải bắp đây này. Cải bắp bây giờ là lên cũng khá là tốt này. Nào, cải bắp này. Nhưng mà mình vẫn sợ là nó không cuộn thôi. Cái mùa này mình sợ nó không cuộn thôi. Cà chua đây mọi người nhé. Cà chua mỗi một ngày mọi người sẽ nhìn thấy nó tốt ngập luôn. Đó, Quỳnh đó. Đứng vào để cho nó xem là nó cao như nào anh chứ. Quỳnh đứng đó. Vào đây này. Đó. Này.
Cà chua nhìn cà cực chua, kỳ tốt luôn. Nó còn lên được nữa. Bây giờ nó mới là bắt đầu ra hoa để ra quả thôi. Chỗ cái bắp chỗ này nữa nó cũng đang bắt đầu cuộn đây mọi người nhé. Đang bắt đầu cuộn đây này. Đang bắt đầu cuộn đây này. Ở ngoài này cái bắp cấy ra sớm hơn đấy. Nó lên to hơn đấy. Đây này anh Quyết này, đứng ngay bên ngoài anh nhìn thấy này. Lá nhiều nhà lá khỏe đấy. Đây cái này bảo bên các bạn đi tỉa bớt các lá ở dưới đây. Đi. Vâng. Cái lá dưới này có khi nếu lá già này là các bạn nấu ăn được rồi đấy. Đây này, cái chỗ này cái này cuộn to không này. Có gà cho gà ăn. Cái này bắt đầu cuộn to này. Đúng ạ. Nên khả năng là được đấy, khả năng cuộn được đấy. Antonio ve como muy esa. Muito grande. Dá tudo bem, né? Sim, tá fechado mesmo já agora. Ah, então essa folha de baixo não é para você tirar essa. Sim, tira. Pode tirar. Tudo põe abaixo, tira, já. Estago, pode tirar também. Tu tipo que mais de velho também tira, nem baixo. Sim. Mas também tira o capim, né? Sim. Tira assim. Essa baixo, pode tirar essa. Đó, deixa fora assim. Cái chỗ này cái chỗ nó lên nhanh lên tốt. Mình sẽ tỉa ra trước. Đó, cái bắp nha. Não, não faz mal. Essa bisu vai não comer de cimento. Cái này chắc bị dập này, cái này bị dập bị thối rồi. Cái này bị dập bị thối rồi này. Chắc là mưa xong là nó dập vào. Hết rồi. Chó. Nghịch. Thả ra thì làm bướng lắm. Khả năng là chỗ cải bắp này là được ăn đấy mọi người ạ. Khả năng chỗ cải bắp này được ăn đấy. Bởi vì là trông bây giờ trông thấy nó đang có hiện tượng cuộn rồi. Não, é essa da staga. Staga metendo fora. Já não estava vindo mesmo cabeça. Da staga, você pega, não é? Ainda tá bom, né? No meio, né? Tỉa đi nha, gọn dẹp lắm. Này nhiều việc để mà làm ở đây lắm. Essa também tira, essa nem precisa mais. Tira capi também, nhá. Sim, ainda tá bom folia. Cái này như kiểu cây ấy nhỉ? Như cây lá gai nhỉ? Gần giống. Nó ở đấy thì nó là cỏ thôi, mình cần phải tỉa ra. Khả năng là có thu hoạch cải bắp đấy, đừng đùa đâu, không đùa được đâu. Đó, tao đùa vậy mà. Cún kia, cứ vào đây để phá thì cún ạ. Sim, mete na fora, não deixa tu na, não mete tu à. Đấy, nó có những cái cây này này. Đấy, vào đây nữa. Nhổ hết những cây này đi. Cỏ ấy. Nó tia ra cà pin, nuôi tam bình. Xa xa nhé. Các bạn ấy vẫn chưa phản xạ thấy cỏ là nhổ đi đâu anh ạ. Nhìn chung là chăm sóc rau thì mình vẫn cứ phải có mặt để mình hướng dẫn, mình dục các bạn ấy. Còn lại không thì các bạn cứ để nguyên. Khi nào nó đủ ngày ra thì mới nhổ nó đi thôi chứ còn chưa có phản xạ, chưa có phản xạ. Nó chưa biết quen, nhìn những cái lá bẩn đấy thấy mình không đến là không nhắc nhở là vẫn không tỉa ra anh nhỉ. Cơ bản là các bạn chưa biết cách chăm sóc thôi chứ không phải là các bạn không dám, vâng, không dám động vào. Không dám động vào. Không dám tỉa ra sợ nó chết. Các bạn chưa biết chăm sóc.
Khả năng là có nó bây giờ đang cuộn nhanh đấy. Vâng. Cải bây giờ đang cuộn rất nhanh đấy. Thời gian này vẫn còn mưa nhiều lắm. Mình trồng vào đợt này cũng là vào thời gian cũng hợp lý đấy. À, mình lúc đầu mình cứ sợ là nó không cuộn, bây giờ thì khả năng là nó cuộn đấy. Tierra, tomate, tierra. Tomate piquen. Sí, tierra. Tierra todo. Nós nem precisamos essa. Tudo tomate fora tiramos. Não guarda nada. Ngô còn cắm cả vào trong luống của rau cải thì biết rồi. Cái này đáng lẽ cũng phải nhổ đi đây này. Thôi để cho nó lớn thì nốt đi anh ạ. Nhọc lắm. Maria ve esse tipo folia ve velho também tem que tirar. Se não tirar, ele também gasta muito trombo do repolho. Tomate também. Esse também é a folha de doença. Rất là nhiều nát già. Đấy. Nói chung là mình vẫn phải có mặt ở dưới này thường xuyên để làm cùng với các bạn ấy, chứ các bạn không biết nối nào một lần. Các bạn ấy làm không biết cách làm, xong rồi thành ra làm nó lâu mà nó không có hiệu quả anh nhỉ. Ừ. Đó, bên này cũng dưới quanh quanh cái lối này cũng khá là nhiều bắp cải rồi đây này. Đó. Nếu mà ra nó ra cuốn thành bắp thì thu hoạch cũng khá là nhiều đấy. Cải bắt đầu cuộn vào trông đẹp quá. Đấy, mọi người ạ, bây giờ là cái máy quay của mình nó đã hết pin rồi, cho nên là mọi người xem là hình ảnh ở đây là quay bằng điện thoại, nó sẽ đổi màu hơn một tí. Từ lúc nãy giờ thì các bạn ấy đã được tầm mười mấy, hai mươi dãy ấy rồi, đỗ rồi. Còn Quỳnh Châu Phi đây, cameraman đấy mọi người ạ, cameraman đấy. Nhưng mà mỗi tội là hết pin rồi, nên bây giờ là nghỉ quay, nghỉ chơi. Để cho các ông tự chơi với nhau. Từ lúc nãy giờ là Quyết giới thiệu cho các bạn rất là nhiều về cái đỗ này và cách sử dụng cái đỗ này. Kiến đốt. Ở đây là toàn kiến nó cắn thôi. Pazinho thì lấp nhé, Maria thì bỏ hạt, thế xong rồi Antonio thì cuốc đất, chia việc cho từng người một, làm cho nó nhanh. Chỗ khoai kia trồng thì nó đã lên rồi, bởi vì là trồng xong hôm sau là có mưa luôn. Khoai đỏ nó khỏe hơn mà, khoai đỏ khỏe hơn, lên nhanh hơn, lên tốt hơn. Khoai trắng nó vẫn cỗi hơn mọi người, cái khoai đỏ như hôm trước là mình khi mà mình trồng ra mình cũng nói với mọi người đấy là cái khoai đỏ nó sẽ lên tốt hơn và nó sẽ cũng có nhiều củ hơn và cái đấy nó cũng sẽ hiệu quả năng suất hơn đấy. Rồi bây giờ là tiếp tục cập nhật tình hình cho mọi người xem đây, khoảng tầm gần một tiếng đồng hồ mà gần tiếng đồng hồ thì là các bạn ấy cũng đã làm đến chỗ này rồi đây này. Thì có anh bạn kia, anh bạn đi làm nương này, bạn đến bạn chơi, bạn nói chuyện chém gió. Anh bạn kia hình như là trước đây mình cũng có quay video cho mọi người xem anh bạn ấy là làm gì, hình như bãi gạch thì phải. Thì bây giờ là mùa này là các anh ấy không làm gạch nữa, các anh đi lên nương lên rẫy đấy. Thì đi qua đây là thấy mọi người làm, chắc là thấy Quỳnh ở đây là cũng ghé vào để chơi. Sắp xong rồi mọi người, chỗ có một tí đậu xanh thế mà trồng ra đây cũng khá là nhiều, tốn khá nhiều đất. Không biết là có đủ đất để trồng đỗ đen nữa hay không. Đó, đi vào tận trong này nữa.
Chỗ đen thì chúng ta đi vào tận phía sau trong này nữa này mọi người này. Phía sâu trong kia nữa, sau cái cây to này nữa, đi vào trong chỗ cái giếng. Đấy, cứ một người cuốc đất, một người bỏ hạt, một người lấp đất. Quỳnh Châu Phi thì đang ngồi để ngắm. Đừng có nói xấu em nha. Maria này đủ câu này làm. Sopa po tres tres. Maria hướng dẫn cho anh bạn này làm nữa nhé. Quỳnh Châu Phi thì ngồi kia chán quá, đi vào trong kia chơi với trẻ con rồi, trẻ con đang ăn cơm ở trong nhà ấy. Sắp xong rồi mọi người, sắp xong rồi, chuẩn bị hết cái chỗ đậu xanh này rồi. Anh bạn này đang chờ ở đây để bẻ bơ để mang lên trên cho mẹ Maria trên thành phố để bán nha mọi người ạ. Thì đợi Antonio làm xong đây thì bạn mới đi vào để bẻ bơ mang lên trên thành phố nhé. Còn một chút chỗ đỗ xanh này nữa thôi, không còn nhiều. Không còn nhiều nữa. Thì xong cái chỗ này thì chắc là các bạn sẽ nghỉ một tí để cho Antonio cùng anh bạn này đi lên trên kia bẻ bơ. Đấy. Khách đi qua đây rất là nhiều, khách đi qua chỗ cái đường nhà Antonio rất là nhiều mọi người ạ. Bởi vì là họ đi lên trên đường lên rẫy, đi rẽ cái đường này lên trên kia rất là nhiều. Thế cho nên là mình làm những cái khu vườn mẫu ở đây cũng rất là hợp lý luôn đấy. Cực kỳ hợp lý khi mà làm những cái khu vườn mẫu ở đây. Thôi khả năng là cái chỗ đỗ này để cho các bạn đi trồng xong cái đỗ xanh này thì vợ chồng mình sẽ đi về. Còn buổi chiều các bạn sẽ tiếp tục ở đây để trồng xong cái đỗ đen. Coi như là xong hết cái khu đất ở chỗ này luôn nha mọi người nha. Sẽ không còn cái chỗ trống để trồng cây nữa. Cậu bạn kia thì đứng chờ lâu quá thì cũng sốt ruột đi vào làm cùng. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong đi mọi người này. Quỳnh Châu Phi đang ngồi kia kìa. Còn Fatima đang ăn cơm sao đây? Mấy đứa trẻ ở nhà là tự nấu cơm ăn với nhau. Còn bố mẹ thì làm, tự chia cơm với nhau ăn nha mọi người nha. Vừa nãy em vào thấy ngồi trong cái xó kia, lá cây rụng đầy bát mà vẫn đang ngồi ăn bình thường. Trẻ con nói chung là mấy đứa này cũng ngoan. Vừa nãy con cún lượn vào đây 2 vòng liền để tìm đồ ăn, để ăn trộm. Thế lúc đấy bị cáo là bị ăn trộm cá rồi mà, cá hai vợ chồng mang xuống, thế là cún cứ vậy là rình đi ăn trộm mà. Hắn một mình đi vào trong này, dò từng góc luôn, như là siếc luôn. Đây là đây này mọi người trông này, mọi người trông bếp mấy đứa trẻ con nấu đây nhá. Là Sunny đấy, Sunny nấu đấy mọi người. Bố mẹ với lại Pajinu nằm ở ngoài, Sunny ở trong nấu cơm này. Đợi cái gì ở đây không biết. Đây là phần cơm của từng người mọi người, phần cơm từng người để từng lớp xong đậy vào này, khỏi chó nó ăn vụng ăn trộm. Trong này có cái gì đây? Nước đỗ đen này. Đây là nước đỗ đen này. Cái đấy là cà phê của các bạn. Cà phê các bạn ấy, bên này hay nấu cà phê kiểu này lắm nhé mọi người nha. Các bạn ấy không pha, nó có cái loại cà phê gì nấu như kiểu này, thơm mùi cà phê thật đây này. Đấy, cà phê Zinga. Cà phê Zinga. Đó. Thế bây giờ là chúng ta đi về đi, hai vợ chồng đi về đi để đây cho các bạn đi làm nhỉ. Fatima kia này gặm cả ngón chân thế kia. Fatima. Fatima chào mọi người đi. Xin chào mọi người nha. Tony tao ăn đi. Tony chạy đâu mất rồi? Tony ngủ. Tony đi ngủ à? Thấy lại bảo cũng đau đầu. Tony ta đo ra cabeza. Emeti da. Tức là Tony giả vờ ốm à? Sunny nay khỏe hẳn rồi. Sunny ra ta pho xa nế. Ta xem tìm vai pho xa. Bari gà ra nào ta đuê. Bari gà. Ok, em tao bê bê agua phê vê xem rì ra. Entende? Você xem rì phê vê agua nơ pot đi phao tà ra. Rồi bây giờ là đi ra chào các bạn đi để chúng ta đi về nha. Hai vợ chồng mình đi về, các bạn trồng xong đỗ xanh rồi.
Đó, Antonio bạn ấy xong ở kia rồi, bây giờ dẫn vào cho cậu bạn này vào đây để bẻ bơ nha mọi người nha. À, cây bơ này trên này cũng khá là nhiều quả mọi người ạ. Khá là nhiều quả luôn đấy, cây bơ đấy. Để mang lên trên thành phố cho mẹ vợ bán. Vatirae sabak abakati. Antonio. Vatirae sa aki. Ok. Đấy các bạn ấy sẽ bẻ cây này đầu tiên này. Tí nữa các bạn lên trên đồi, các bạn bẻ nữa trên đồi. Nhưng mà cây bơ khá là cao mọi người, khả năng là sắp tới là bảo Antonio cưa cái cây này đi, cây cưa thấp xuống, khoảng chặt thấp xuống. Chứ cây này xong là trồng ở những cái chỗ khác. Cây này vừa cao vừa quả này, vừa không ngon, không to. Đây, chắc là anh bạn này trèo cây thì giỏi hơn. Rồi, thế video hôm nay sẽ kết thúc ở đây nhá. Antonio ơi, chào mọi người nào. Ok, chị chào mọi người nhá. Ok. Nào Quỳnh Châu Phi đâu? Quỳnh Châu Phi chào mọi người nào để kết thúc video. Rồi, kết thúc video nha mọi người nha. Fatima chào mọi người đi nào. Chào mọi người nha. Rồi, xin chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Hôm nay là cái máy quay nó bị hết pin, thế cho nên là quay bằng điện thoại là hình ảnh nó không được chất lượng lắm. Mọi người thông cảm nha.